Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 47 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, Như Tâm hơi giật mình, cảm thấy Lý Thanh Sơn thật sự rất kỳ quái. Khi người bình thường thấy dị loại, ai mà không kinh ngạc chấn động, sinh ra tâm lý bài xích. Hắn lại không có một chút biến sắc nào, ngược lại càng thân thiết với nàng hơn. Một chút căng thẳng lo âu trong lòng đã thả lỏng ra, cười cười chỉ vào trong mắt của bản thân nói: "Cặp trong này của ta chế thành ngưng bích châu, có giá trị liên thành đó." Lý Thanh Sơn ngẩn người ra, nở nụ cười tỏ vẻ chẳng bỏ: "Ta còn tưởng có gì đặc biệt hơn người, trên người ta có một đồ vật đáng tiền hơn đôi mắt này của ngươi nhiều." Như Tâm vốn chỉ nói thăm dò, không ngờ hắn lại có thứ quý hơn bất cứ cái gì, không khỏi giờ khóc giờ cười, nhưng lại có chút tò mò, không biết vật mà hắn nói kia là gì. Đột nhiên mắng một câu: "Đồ hạ lưu!" rồi ngự khí phá không mà đi mất. Lý Thanh Sơn không hiểu gì: "Ta nói là yêu đan, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" 300 dặm phía tây nam Thanh Hà phủ, vài chục ngọn núi liên miên trùng điệp, tên là Liên Nhạc. Tuy không được tính là động thiên phúc địa, nhưng cũng dồi dào linh khí, là đất lành để tu hành. Hai người xuyên qua mây mù cách trở, hạ xuống trên một vách núi. Như Tâm vung tay lên, cảnh trước mắt vặn vẹo một trận, trong động phủ đột nhiên hiện ra, bên trên viết hai chữ to: "Như Tâm." Lý Thanh Sơn khẽ cười, tùy tiện viết tên một cổng thí này, thật sự không giống phong cách của nàng. "Xin mời Lý đạo hữu." Như Tâm giơ tay mời. Trong động đầy đủ bàn ghế đá, gọn gàng tao nhã, không dính bụi trần, chỉ có khói thơm lượn lờ, càng tôn lên vẻ thoát tục. Như Tâm nói: "Uống trà không? Không uống thì ta cũng đỡ phiền. Không uống đúng không?" Lý Thanh Sơn khẽ cười: "Uống." Lúc Như Tâm chuẩn bị trả nước, Lý Thanh Sơn không khách khí tí nào mà tham quan một vòng từ trong ra ngoài. Chợt nghe leng keng một tiếng ở tiền sảnh, Như Tâm gọi: "Lý Thanh Sơn, lan qua uống trà đi." Lý Thanh Sơn quay về tiền sảnh, bưng cốc trà lên, nhấp một ngụm. Sau đó chậm rì rì nói: "Trong này tuy thanh tịnh, nhưng nếu có yêu ma đến tấn công thì biết phải làm sao." "Pháp trận có thể chống đỡ một chút, cầu viện bách gia kinh viện cũng rất tiện. Hơn nữa ta cũng không phải là con cọp giấy. Đừng nói những thứ này nữa, nhanh đem lam điệp hoa còn thừa ra. Dựa vào tay nghề hiện tại của ta, mấy viên chân linh đan cũng chẳng tốn mấy công phu." Lý Thanh Sơn đặt cốc trà xuống, mở bách bảo nang ra, từng bó lam điệp hoa nhẹ nhàng ra, mà vẫn còn chưa hết, hắn tiếp tục lấy ra từng gốc linh thảo vơ vét được dưới lòng đất. "Ô huyết sâm ngàn năm, hoàng kỳ từ ngàn năm." Như Tâm sửng sốt, cảm lấy ngắm nghía từng gốc linh thảo, trong mắt lấp lánh phát sáng. Nàng luyện đan lâu như vậy, các loại linh thảo cũng coi như biết không ít, nhưng những linh thảo này không phải 1.000 năm thì cũng là 800 năm, gốc nào cũng vô cùng hiếm có khó tìm. Bị Lý Thanh Sơn cứ lấy ra như củ cải vậy, nhất thời quên mất nên nói gì. "Được rồi, mấy thứ này trước đã." "Lý đạo hữu, mời dùng trà." Như Tâm cười ôn nhu như nước, bưng cốc trà lên. "Đặt đây đi." Lý Thanh Sơn hờ một tiếng, đung đưa cái cầm. "Xê, đúng là chó chê mèo lắm lông." Như Tâm quăng cốc trà lên trên bàn, lại cầm những linh thảo kia lên xem xét tử tế. "Những linh thảo này từ đâu mà ngươi?" "Thôi kệ, phát tài rồi. 2 năm nay tích đức hành thiện, quả nhiên không lãng phí." Lúc này hai người vào trong đan phòng, Như Tâm lấy thủy não lô ra, lại cầm từng loại linh thảo ra, lập tức bắt đầu luyện đan. Lý Thanh Sơn yên lặng đi ra, Như Tâm quay đầu nói: "Ngươi đi đâu vậy?" "Mở động phủ." Lý Thanh Sơn sớm đã có ý định tự lập môn hộ. Trong bách gia kinh viện nhiều người phức tạp, tu hành có chút không tiện, đặc biệt là liên quan đến yêu tu thì lại càng phức tạp hơn. Này thấy được động phủ của Như Tâm liền hạ quyết tâm. "Lần này không trông à?" "Rất bận, không rảnh đâu." "Thiếu đan dược thì đừng trách ta đó." "Không sao, đến lúc đó ta sẽ tạ ma giết lửa, cả ngươi cũng không chạy được." Lý Thanh Sơn không cả quay đầu lại mà khoát tay nói. Như Tâm ngẩn ra nói:
ngươi mới là lừa đó. Lý Thanh Sơn đi ra ngoài động, tiếng cười dần dần tiêu tán. Vốn tưởng hắn sẽ ở lại luyện đan cùng mình một khoảng thời gian, còn thấy có chút phiền phức, lại không nghĩ đến hắn đi nhanh gọn như vậy, trái lại cảm thấy hơi cô đơn. Chợt cười mất mắt, rõ ràng là mê chướng trên người hắn sâu như vậy, nàng lại chưa từng hoài nghi hắn thật sự sẽ lật mặt vô tình. Đan dược do những linh thảo này luyện chế thành, dù chỉ là 3 phần trong đó cũng đủ để cho hai môn phái tu hành lật mặt khai chiến. Lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ này, nàng khoanh chân ngồi xuống, khởi động thủy não lô, bắt đầu luyện chế đan dược. Lý Thanh Sơn quay lại Bách Gia Kinh Viện, đi báo cho Lưu Xuyên Phong một tiếng về việc hắn muốn mở động phủ ở bên ngoài, rồi lại đi tìm Tiểu An. Đã nói chuyện với Tiền Dung Chỉ chưa? Đã thu thập được 7-8 vạn cái. Nhanh thế à? Lý Thanh Sơn kinh ngạc. Hóa ra mấy năm gần đây, Tiền Dung Chỉ không chỉ thu thập thây xác, còn làm không ít việc lừa đảo tống tiền. Chỉ trong tay nàng đã tuyết lý được 4-5 vạn thi binh, còn đều là loại tinh nhuệ, đã trải qua luyện chế cẩn thận. Những con phẩm chất không tốt khác thì đều đã bán đi, không thì cũng có 1-20 vạn. Trong Bách Gia Kinh Viện cũng quen biết nhiều đạo hiếu, tùy tiện khuyên gọi một chút đã gom đủ 7-8 vạn rồi giao cho Tiểu An trước. Nàng không thu linh thạch, nói muốn tính toán với người. Vậy cũng tốt. Lý Thanh Sơn xoa xoa đầu Tiểu An, thầm nghĩ giao việc này cho nàng quả nhiên là không sai. Chúng ta đi xây động phủ đi. Hả? Động phủ sao? Chính là nhà của chúng ta đó. Nhà? Tiểu An nhỏ giọng nhắc lại. Trái tim do Chu Nhan Bạch Cốt Đạo tạo ra đột nhiên nóng rực lên, mạnh mẽ gật đầu. Được. Hai người đang định đi, Hoa Thừa Tán và Hàn Thiết Y nối đuôi nhau mà tới. Hai người bọn hắn, một thì mi mục như họa, đẹp không tì vết, một thì mày kiếm mắt sáng, ánh khí bức người. Sau khi độ kiếp, phong tư càng thêm động lòng người, đứng cùng nhau trông lại càng bắt mắt. Lý Thanh Sơn đi lên chào hỏi. Các ngươi tới làm gì vậy? Thanh Sơn, nghe nói ngươi muốn kiến tạo động phủ, có cần bọn ta giúp đỡ không? Hoa Thừa Tán nhiệt tình nói. Hàn Thiết Y không thích nói chuyện, chỉ lạnh lùng đứng đó. Thực ra cũng không cần, chỉ là làm một cái động thôi mà. Không thể nói thế được, xây động phủ không thể không có pháp trận. Bộ bát môn kim tòa trận này tuy không phải là pháp trận tuyệt hảo, nhưng làm đại trận thủ sơn thì cũng miễn cưỡng được đó. Coi như là chúc mừng ngươi trúc cơ thành công. Hoa Thừa Tán chỉ đang khiêm tốn thôi. Bộ bát môn kim tòa trận này ít thì cũng đáng mấy vạn linh thạch. Dù là tu sĩ chốt cơ, chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân cũng rất khó phá được. Hơn nữa còn có thể khóa chặt linh khí. Thời gian lâu rồi thì núi non tầm thường cũng có thể biến thành thắng địa để tu hành. Lý Thanh Sơn cảm động trong lòng, nhận thấy bộ trận bàn trận kỳ này. Hiện tại hắn cũng không thiếu mấy vạn linh thạch này, nhưng toàn là tài sản không rõ lai lịch, tiêu xài lung tung rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Bộ trận pháp này của Hoa Tửa Tán thật sự là tặng than trong ngày tuyết, mà hắn lại không có gì có thể đưa ra để trả lễ, trên người toàn là tang vật. Đột nhiên nảy ra ý nghĩ, lấy ra viên yêu đan quái nghiêm mới có được từ trong túi bách bảo năng. Có qua có lại mới đúng lễ nghĩa, ngươi cầm lấy cái này đi. Ánh mắt của Hoa Thừa Tán với Hàn Thiết Y lập tức dính chặt vào nhau. Hoa Thừa Tán nhận lấy yêu đan, kinh ngạc nói. Đây là yêu đan của yêu tướng, ngươi từ đâu mà có vậy? Lý Thanh Sơn liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Hàn Thiết Y nhìn hắn, ánh mắt lóe lên. Hoa Thừa Tán nói. Ta có nghe nói qua, con yêu quái kia đã dùng nước làm ngập không ít thành trấn, không ngờ lại chết trong tay của ngươi. Chuyến này hắn tới đây, ngoài việc tặng lễ vật, còn muốn khuyên Lý Thanh Sơn không nên chỉ tu luyện mà bỏ bê chuyện của Bách Gia Kinh Viện và Ưng Lang về. Anh ngờ hắn vừa ra tay đã giết một yêu tướng, thế này thì còn nói gì được nữa. Dù hắn có muốn bế quan tiếp nửa năm hay là một năm cũng không ai có thể đảm tiếu. Mà giá trị của viên yêu đan này càng lớn hơn bộ bát môn kim tỏa trận của hắn. Hắn cầm trên một chút rồi trả lại yêu đan cho Lý Thanh Sơn. Ta cũng không phải đến để giao dịch với ngươi. Lấy yêu đan này của ngươi làm gì? Nếu ngươi không dùng đến ta có thể mua lại. Nhưng ngươi chủ tu thủy linh, viên yêu đan cũng là thủy hệ, rất thích hợp đến ngươi dùng, mau cất đi. Thật ra Lý Thanh Sơn cũng rất không nỡ. Nếu Hoa Thừa Tán đã nói như vậy rồi, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền cất yêu đan đi. Chỉ cần tu vi tăng lên rồi thì sợ gì không có cơ hội đáp lễ. Em vợ, quà mừng của ngươi đâu? Lý Thanh Sơn trêu đùa nói. Hàn Thiết Y quả nhiên mò vào trong bách bảo năng, như đã lôi ra cái gì đó, nhưng trong tay lại trống không. Lý Thanh Sơn nheo mắt lại, tử tế xem xét mới nhìn rõ được.
Đó là một thanh trường kiếm dài 3 thước, gần như trong suốt, tuy không lộ một tia linh quang nào, Lý Thanh Sơn lại có thể rõ ràng cảm ứng được đây là một thanh cực phẩm linh khí. Hoa Thừa tán cười nói: "Thanh huyễn thủy vô hình kiếm này là vật quý mà Hàn tướng quân chân tàng đó. Khi dùng thì người và kiếm đều có thể hóa thành vô hình, là thần khí ẩn nấp ám sát. Xem như đã nhận Thanh Sơn ngươi làm con rể rồi đó." "Cha ta không nói như vậy," Hàn Thiết Y nói. Hoa Thừa tán không để ý đến hắn, hỏi rằng: "Ngươi định xây đậm phủ ở đâu?" "Liên Nhạc Sơn." "Đó không phải..." Hoa Thừa tán dừng lại không nói nữa, nhìn về phía Hàn Thiết Y. Hàn Thiết Y đang đưa huyễn thủy vô hình kiếm cho Lý Thanh Sơn, đột nhiên nắm chặt lấy muốn thu lại. Lý Thanh Sơn nắm chặt lấy tay của hắn: "Em vợ, đồ vật đã lấy ra rồi, làm sao có thể cất đi chứ? Đây là Lão Thái Sơn tặng cho ta đó." Hàn Thiết Y giãy giụa, lại vẫn không thể động đậy được, trong lòng thầm kinh: "Sức lực mạnh thật." Lý Thanh Sơn cười nói: "Đừng gây chuyện, đừng quên ngươi còn nợ ta một quyền đó." "Tới mà lấy." Hàn Thiết Y đấm ra một quyền, hắn sớm đã muốn đọ sức với Lý Thanh Sơn một lần nữa. "Đã kết thân rồi, sao có thể không biết ngại mà đánh ngươi được?" Lý Thanh Sơn cười, lắc mình lui về phía sau. "Chuyện của ta và ngươi có liên quan gì đến người khác đâu." Hàn Thiết Y từng bước áp sát, đao chỉ thẳng hung hăng bổ xuống. "Nếu đã như vậy, thế thì ta cũng không khách khí nữa. Bài vân thức." Hai tay Lý Thanh Sơn hợp lại, đẩy về phía trước một cách bình thường. Về mặt Hàn Thiết Y lập tức thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy như một trận sóng lớn chụp về phía của mình, che khuất bầu trời, muốn tránh cũng không thể tránh được. Vù vù. Một vầng lam quang gào thét vút qua, rừng trúc giả dích lay động đến nỗi làm nổi lên từng trận sóng cả. Tay áo của Hoa Thừa tán tung lên, trong lòng hắn thầm tán thưởng, chẳng qua Thanh Sơn cũng chỉ mới vượt qua thiên kiếp, vậy mà đã có thể khống chế linh khí một cách tinh diệu như vậy, còn có thanh thế lớn như vậy nữa. Nếu cứ liều mạng với hắn, sợ rằng không phải là sách lược tốt. Quả nhiên, Hà Thiết Y tựa như một con thuyền lướt sóng trong sóng to gió lớn, thân hình bay về phía sau hơn 10 trượng, nhẹ nhàng đáp xuống đất, cũng không chút tổn thương. Hắn dừng chân lại một chút, rồi nhào tới trước mặt Lý Thanh Sơn. Bài vân thức. Lý Thanh Sơn lại vươn song trưởng một cách để bình tĩnh nhã nhặn. Có cực nhiều linh khí có được nhờ tinh luyện đại hải vô lượng công chống đỡ, lại có thêm linh quy yêu đan giúp hắn dẫn động thiên khí linh địa, thi triển bài vân thức nên hắn phải tiêu hao rất ít. Hàn Thiết Y lại chỉ có thể lui lại. Hắn tự tay giao đại hải vô lượng công cho Lý Thanh Sơn, cũng hiểu rõ cách thức trong đó. Điểm đặc biệt nhất của môn công pháp này chính là vô lượng bát thượng. Không biết vì sao, khi yêu đầm này ở trên người Lý Thanh Sơn dường như đã được thể hiện cực kỳ rõ ràng. Khi hắn mới trúc cơ trở về, ai cũng không ngờ rằng luồng khí tức mạnh mẽ kia lại thuộc về một tu sĩ vừa mới trúc cơ thành công. Tóm lại, quyết không thể liều mạng với tên này, chỉ có thể tìm cơ hội một chiêu khắc địch. Nhưng dường như Lý Thanh Sơn đã cực mê chiêu thức này. Mặc cho Hàn Thiết Y tính toán hết cả ngàn chiêu, hắn chỉ đứng bất động tại chỗ, trong nháy mắt đã đẩy hơn 10 lần bài vân ra. Hết lần này tới lần khác, một thân chiến ký ảo diệu, Hàn Thiết Y không thể làm gì được hắn. Vốn định đợi linh khí của Lý Thanh Sơn tiêu hao, tinh thần mệt mỏi, lại không ngờ hắn càng đẩy càng thuận tay, càng đẩy càng phấn chấn. Hàn Thiết Y bị bức lui hơn 10 lần, mà ngay cả một mảnh góc áo của hắn cũng không sờ được. Hoa Thừa tán bật cười: "Thanh Sơn, chớ bắt nạt người trung thực." Lý Thanh Sơn vẫn không có tâm tư để nói chuyện phiếm với Hoa Thừa tán. Đây gọi là một chiêu ăn cả trời, quyết chiến trên sa trường, đương nhiên là có chiêu thức nào hữu dụng thì phải dùng, chứ có bắt nạt ai đâu. Cho dù Hàn Thiết Y có vững vàng đến nhường nào, cũng tức giận mắng chửi trong lòng, hàn ý trên mặt càng nặng. Hắn bước ra từng bước, nghiền nát phiến đá, lấy binh khí ra, phập phồng như ánh lửa. Nhân thương hợp nhất, thường xuất ra như rồng, như muốn cứng rắn phá tan bài vân thức của Lý Thanh Sơn. "Ây da, em vợ tức giận." Lý Thanh Sơn nói một tiếng, lại đẩy song trường. Hàn Thiết Y nhướng mày kiếm lên, nhưng không đợi được bài vân sóng thần như dự đoán, một thương đâm vào chỗ trống. Lại nhìn trên mặt Lý Thanh Sơn hiện lên nụ cười quỷ dị. "Nguy rồi, chúng chiêu khích tướng của thằng nhãi này rồi." Muốn biến chiêu đã quá muộn, tay phải Lý Thanh Sơn biến thành trường, sử dụng toàn qua thức biến đẩy thành rút, thân hình Hàn Thiết Y bị đẩy hơi nghiêng, tay trái của Lý Thanh Sơn lập tức mạnh mẽ lao đến. Cao thủ tranh chấp chỉ trong nháy mắt, trường thương trong tay Hàn Thiết Y bỗng nhiên trở nên mềm mại như rắn, xoay một khúc đâm thẳng vào tim Lý Thanh Sơn.
Lý Thanh Sơn thu quyền lui về phía sau, lấy huyễn thủy vô hình kiếm mang theo Tiểu An phiêu nhân mà đi. Tiếng cười từ đầu mây chuyển đến. Đã kết thông gia rồi, vẫn nên bỏ một quyền này đi thôi. Thiết y tiểu đệ, sau này có phiền toái gì thì cứ việc tới nhờ tỷ phu hỗ trợ. Tên này, Thiết y, ngươi không sao chứ? Xem như là hòa đi. Hoa Thừa Tán thấy Hàn Thiết y dựng thẳng mộc thương, quan tâm nói. Không phải hòa, là ta thua một bậc. Hàn Thiết y nhìn lên chân trời, sờ sờ mặt thiếu chút nữa bị đánh trúng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Với lại nếu như vào trận chiến sinh tử, thì ngươi cũng sẽ không bị người khác ảnh hưởng đến tinh thần. Ta biết ngươi với Như Tâm. Đừng nói nữa, ta cũng không phải ngươi. Hàn Thiết y lạnh giọng cắt ngang. Gặp gỡ mà động tâm vốn là chuyện thường trốn nhân gian, nhưng không phải kẻ nào cũng sẽ yêu đến mê đảo không dứt. Được rồi, các ngươi đều là đại trượng phu lòng dạ sắt đá, còn tao là tiểu phụ nhân đa sầu đa cảm. Hoa Tử Tán vuốt mặt ai oán nói. Bộ dáng ta đây của hắn khiến Hàn Thiết y không khỏi nhếch môi, mắt lộ ý cười, tích tụ trong lòng không cánh mà bay. Đại nhân, phó thanh khâm của chú yêu mình cầu kiến ở bên ngoài, nói rằng có chút chuyện muốn hỏi. Một đệ tử pháp gia đi vào bẩm báo. Hoa Thừa Tán nghiêm mặt liếc nhìn Hàn Thiết y cũng có nghi hoặc. Hắn tới làm gì vậy? Lý Thanh Sơn vừa mới ra khỏi Bách Gia Kinh viện đã trông thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc. Phó Thanh Khâm đang đứng khoanh tay ngửa đầu nhìn trời, lúc này lại cúi đầu, mắt khẽ lướt qua Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nhớn mày, cấy mây lướt qua người hắn, nhưng lại nghe thấy Phó Thanh Khâm nói: mong đào hữu dừng bước. Phó Thanh Khâm lập tức đến trước mặt hắn. Chuyện gì vậy? Ta muốn hỏi một chút, hôm qua ngươi ở đâu? Phó Thanh Khâm ngâm nga nói. Ngươi hỏi điều này làm gì? Trong lòng Lý Thanh Sơn lập tức cảnh giác. Quả nhiên thế Phi Long kiếm xuất liền lộ tung tích, thế nên Linh Quy yêu đan mới cảnh báo. Không có ý gì khác, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Phó Thanh Khâm cố duy trì nụ cười ôn hòa vô cùng tốt, còn gật đầu ra hiệu với Tiểu An. Nhưng vẻ lễ độ của hắn lại giống như nét khiêm tốn trời sinh của bậc quân vương, khách khí với thần tử. Mặc dù xuất phát từ ý địch, người khác lại khó mà an lòng. Nếu là tu sĩ tầm thường, cho dù trong lòng bất mãn cũng không thể không khách khí vài phần nói vài câu. Nhưng hai người này lại không dễ ở đến vậy. Tiểu An không chút thay đổi, Lý Thanh Sơn thì nói. Ta thích ở đâu thì ở đó, có liên quan gì đến người đâu. Sau đó hắn trực tiếp cưỡi mây bay đi. Phó Thanh Khâm không ngăn cản, cũng không đuổi theo, chỉ là nhìn như đang suy tư điều gì đó. Lúc này Hoa Tử Tán nghe tin ra nghênh đón. Phó Thanh Khâm nói. Xin hỏi vị đào hữu vừa rồi đi này là ai vậy? Sao trước kia ta chưa gặp bao giờ? Hoa Thừa Tán giật mình một chút, không biết hắn có ý gì, bèn giới thiệu qua thân phận của Lý Thanh Sơn một chút. Bàn tay phải của Phó Thanh Khâm ở phía sau giấu trong tay áo rộng, nắm một cái sừng cong cong dài dài, trong lòng thầm nói. Sự thật. Số đối tượng khả nghi cực đông trong lòng hắn lại có thêm một cái tên nữa, chính là Lý Thanh Sơn. Phó Thanh Khâm không đuổi theo, Lý Thanh Sơn càng thêm cảnh giác. Ngày này đối nhân xử thế vô cùng kín kẽ, cũng không phải kiểu người mà Tam Sơn lão nhân có thể so với. Lại bay một vòng, phía dưới có một luồng ngũ sắc minh quang phá không mà đến. Sở Thiên lớn tiếng quát: Lý Thanh Sơn, ngươi trúc cơ thì sao? Có dám tỉ thí với ta một phen không? Thử ngũ hành đại thủ ấn của ta không? Lý Thanh Sơn cảm thán một tiếng. Nếu như địch nhân của ta đều đáng yêu giống như vị trước mặt này thì tốt rồi. Thế nên hắn cười nói: Được rồi, địch dâng tới cửa mà không đánh thì ta còn làm trúc cơ làm gì? Từ sau cuộc họp kia, trong lòng Sở Thiên liền tức nghẹn. Sau đó nghe được Lý Thanh Sơn lại tìm được Như Tâm, còn muốn mở động phủ ở Liên Nhạc Sơn, thế nên hắn càng giận tím mặt. Thế này chẳng khác nào đạo lứ. Hắn đã chờ khắc này lâu rồi. Phía dưới là một mảnh rừng hoang vắng thưa thớt. Nếu như lúc này dùng thứ đó ở đây thì xem như thần không biết quỷ không hay. Một cỗ sát tâm đột nhiên nổi lên. Lý Thanh Sơn cảm nhận được cố sát ý này, khóe mắt nhướng lên, xem ra hôm nay hắn phải chặt đứt thôi. Sở Thiên ơi là Sở Thiên, ta vốn không có thâm cửu đại hận gì với ngươi, nhưng ngươi bày ra điều bộ thế này thì cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngũ hành chân khí phóng đại quang hoa, ngưng kết thành một bàn tay lớn trên đỉnh đầu Sở Thiên. Tâm tư của hắn lại trầm xuống từng chút một, lạnh lùng nhìn Lý Thanh Sơn, trong đầu hiện ra đủ loại nhục nhã mà hắn đã làm với mình. Lý Thanh Sơn, hôm nay chính là lúc ngươi phải đền mạng.
Lý Thanh Sơn cùng Tiểu An trao đổi ánh mắt. Sư tử đánh thỏ dùng hết sức mình, đợi chút nữa cũng chẳng cần nói mấy lời thừa thái, liên thủ nhanh chóng giết hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tiểu An hiểu ý, bèn nắm lấy khô cốt niệm châu. Tả Dương chiếu hắt bóng dáng họ lên cánh rừng hoang vắng phía sau, ánh mắt giao nhau, Trần Tử Chiến hết sức căng thẳng. Lý Thanh Sơn nhướng mày rồi nhìn về phương xa một cái. Hắn xoa đầu Tiểu An, tò mò đánh giá Sở Thiên. Chẳng lẽ là thiên nhân chuyển thế, hay thực sự có thiên mệnh hộ thể? Sở Thiên, ngươi đang làm gì vậy? Ngụy Ưng Sinh phi nhanh như bay tới, từ xa đã lớn tiếng quát. Sở Thiên nghe được tin Lý Thanh Sơn muốn mở động phủ, bèn đến nơi này mai phục, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Nhưng hắn là một người vui buồn bực bội đều thể hiện rõ trên mặt, một thân sát khí đằng đằng, thỉnh thoảng lại cười lạnh. Ai mà chẳng nhìn ra tâm trạng của hắn không tốt. Sở Thiên vừa rời khỏi kinh viện Bách Gia, đã có đệ tử Nho Gia lập tức kín đáo bẩm báo với Ngụy Ưng Sinh. Gia chủ, sao ngươi lại tới đây? Sắc mặt Sở Thiên thay đổi, hắn vội giữ lại thứ kia không dám ra tay. Lý sư đệ, các ngươi muốn làm cái gì vậy? Ngụy Ưng Sinh không để ý tới Sở Thiên, hành lễ với Lý Thanh Sơn rồi hỏi. Sở Thiên muốn khiêu chiến với ta, sư huynh ngươi cũng đừng cản hắn, ngược lại ta còn muốn xem hắn có thủ đoạn gì. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm, cũng cảm giác được một chút cổ quái. Tuy rằng Sở Thiên cuồng vọng, nhưng thực ra cũng không phải kẻ ngốc. Chẳng lẽ không nhìn ra chênh lệch thực lực giữa họ sao? Nếu đã dám đến khiêu khích, khẳng định là có con át chủ bài lợi hại nào đó. Sở Thiên, điều này có đúng không? Ngụy Ưng Sinh kinh ngạc hỏi. Đừng nói chi đến luyện khí sĩ, bây giờ Lý Thanh Sơn là nhân vật mà đến bản thân hắn còn chẳng nắm chắc phần thắng, vậy còn đến khiêu chiến sao? Lão thọ tinh ăn thạch tín trên mệnh dài sao? Lại còn trong một nơi hẻo lánh như vậy, sát tâm của Lý Thanh Sơn mà nổi lên thì ngươi còn sống được chắc? Gia chủ, ngươi đừng để ý đến ta, đây là chuyện riêng của chúng ta. Sở Thiên chán ghét khoát tay áo. Ngụy Ưng Sinh tức giận đến cực hạn, hại ta lo lắng an nguy của ngươi như vậy, vội vàng chạy tới, mà ngươi lại chẳng cảm kích chút nào, ngược lại còn chi ta nhiều chuyện. Tốt lắm, Sở Thiên, tu vi của ngươi rất tốt, ta không quản được ngươi. Ta đến đây để xem ngươi làm thế nào để giành chiến thắng được, đợi được vỗ tay ăn mừng với ngươi. Hắn dứt khoát lui sang một bên. Sư huynh đừng tức giận. Lý Thanh Sơn cười cười. Hắn biết Ngụy Ưng Sinh ở lại đây là vì không muốn để Sở Thiên phải chịu thiệt thòi. Nhưng Sở Thiên của hiện tại cũng chẳng phải nhân vật tai to mặt lớn với hắn. Cho dù có giữ lại cho hắn một mạng thì có sao? Ngày tháng sau này còn dài lắm. Sở Thiên nhíu mày, vẻ mặt lo âu, nắm tay buông lỏng. Ở trước mặt Ngụy Ưng Sinh, tất nhiên hắn không thể dùng thứ như vậy, nhưng cũng không thể giết cả Ngụy Ưng Sinh được. Chung sống nhiều năm như vậy, âu cũng có vài phần tình cảm. Hắn còn chưa phát điên đến mức mất hết nhân tính, nhưng nếu không dùng đến món đồ đó thì sao có thể thắng được đây? Cứ như vậy mà nhận thua thì đúng là quá mất mặt. Trong lòng còn thấy có chút may mắn là hiện tại ngũ hành chân khí của hắn đại thành, kết thành ngũ hành hộ thể, cho dù có phải chống lại trúc cơ tu sĩ cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Trở về chỉ cần nói rằng Lý Thanh Sơn trúc cơ cũng không làm gì được hắn, thế cũng xem như là hắn thắng rồi. Lý Thanh Sơn cũng không nói nhảm, hai tay vươn ra, toàn qua thức được tung ra, thiên địa chân linh chuyển động vô hình vô ảnh, hội tụ thành vòng xoáy lớn trong nháy mắt, nhanh chóng xoay tròn, phóng thích một luồng lực hút cực đại, làm nổi lên cuồng phong gào thét. Nền đất trong rừng hoang cùng với một số cây rễ nông đều bị bứt lên, bị cuốn vào trong vòng xoáy vạn nát bấy. Ngụy Ưng Sinh biến sắc, hắn bay lùi ra xa hơn 10 trượng, trong lòng suy nghĩ: Đại Hải Vô Lượng Công lợi hại vậy sao? Bách Gia Kinh Viện có được một nhân vật cao cường như vậy, có thể nói là đại hỷ sự. Nhưng Sở Thiên lại xui xẻo rồi, nhất thời hắn cũng không biết nên vui hay buồn đây. Sở Thiên thầm kinh hãi, hắn cắn chặt răng liều mạng thúc giục ngũ hành chân khí muốn ổn định thân hình, nhưng giống như một mảnh lá khô trong dòng xoáy nước, thân bất do ký bị hút vào lòng xoáy. Bỗng nhiên hắn điên cuồng giống một tiếng, ngũ hành đại thủ ấn mãnh liệt đánh về phía Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cười, vòng xoáy nghịch chuyển, Sở Thiên lại bay ra ngoài, trên mắt nhìn Lý Thanh Sơn càng ngày càng xa. Vòng xoáy lại quay về, hắn lại bị hút vào. Không biết qua bao nhiêu lần, Sở Thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, không hề có lực đánh trả. Trúc cơ tu sĩ đối với luyện khí sĩ vốn có lực lượng áp đảo, Sở Thiên nhờ vào ngũ hành chân khí đúng là có thể tự bảo vệ mình trước mặt những tu sĩ trúc cơ bình thường. Nhưng tu vi của Lý Thanh Sơn đã đến bậc nào rồi, há có thể so sánh với trúc cơ tu sĩ tầm thường sao? Lý Thanh Sơn dứt khoát ngồi xuống đầu mây,
dẫn động thiên địa linh khí, muốn sở thiên hướng đông thì phải ngả về đông, muốn sở thiên hướng tây thì phải ngả về tây, hoàn toàn là đùa giỡn lấy niềm vui. Ngụy Ương Sinh khẽ thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, dạy cho Sở Thiên một bài học cũng tốt. Nếu có luyện khí sĩ như vậy nhảy ra khiến hắn không thoải mái, thì loại đùa giỡn này vẫn còn nhẹ chán. Sở Thiên tức giận nói, Lý Thanh Sơn, ta... Ngươi làm sao? Thân hình Lý Thanh Sơn chợt lóe đi tới trước mặt Sở Thiên, một trường vỗ xuống, hồ thể chân khí của Sở Thiên từng chút sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Bịch! Sở Thiên tựa như quả cầu ra, bay vào rừng hoang, oanh một tiếng, rừng cây chấn động, khói bụi nổi lên bốn phía. Lý Thanh Sơn còn muốn truy kích, Ngụy Ương Sinh vội ngăn cản, khuyên nhủ. Sư đệ, nể mặt ta đi, bỏ qua đi thôi, hắn cũng bị giáo huấn rồi. Sở Thiên bỏ từ trong hố sâu ra rồi sau đó nhảy lên, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn, ngươi khinh người quá đáng. Lý Thanh Sơn ngạc nhiên nói, không phải ngươi đến khiêu chiến với ta sao, có liên quan gì đến ta đâu. Chẳng lẽ ngươi đặc biệt đến đây để trêu ta cho vui sao? Thế thì cảm ơn ngươi nhé. Hiện tại tâm tình của ta tốt hơn nhiều rồi. Sở Thiên, còn không mau tạ tội. Ngụy Ương Sinh ôm lấy Sở Thiên, nháy mắt với hắn. Ngươi... Sở Thiên nhìn Ngụy Ương Sinh, lại nhìn Lý Thanh Sơn. Rõ ràng có con át chủ bài lợi hại lại không thể dùng. Trong lòng ủy khuất, phẫn nộ đến cực điểm. Oa một tiếng, hắn lớn tiếng bật khóc. Thế này lại khiến Lý Thanh Sơn rất ngượng ngùng, chắp tay với Ngụy Ương Sinh. Sơ huynh, vậy ta đi trước một bước. Ngụy Ương Sinh hận rèn sắt không thành thép, tận tình khuyên nhủ. Tiểu Thiên, chúng ta đều là người trong Bách gia, các ngươi lại không có hận giết cha đoạt thì ngươi cần gì phải tự rước nhục như thế? Cho dù muốn lấy lại sĩ diện cũng phải chúc cơm thì mới có thể. Sơ huynh, nếu không phải có ngươi, Sở Thiên nghẹn ngào đấm xuống. Nếu không phải ta thì làm sao? Thanh Hà Phổ, Ưng Lăng vệ sở bận rộn vô cùng. Hoa Thừa Tán từ trên trời giáng xuống, bước vào trong đó. Hoa thống lĩnh, ngươi tới rồi. Mọi người nhao nhao chào hỏi. Tới rồi. Hoa Thừa Tán gật đầu, bước nhanh tới tầng trên, đẩy cửa mà vào. Vương Phác Thực khoanh tay đứng trước cửa sổ sát đất, cũng không thể quay đầu lại nói. Người khác đâu? Không phải ta bảo ngươi gọi hắn đến phục mệnh sao? Hoa Thừa Tán nói. Hắn nói muốn mở động phủ, ta bèn để cho hắn đi trước. Ngươi cũng khoan dung với hắn quá đó. Hắn chính là trúc cơ, cũng là Ưng Lang vệ, còn là đệ tử Bách gia. Hắn có trách nhiệm của mình. Muốn bế quan là bế quan, muốn mở động phủ là mở động phủ, thì còn ra thể thống gì nữa? Người khác nghị luận thì phải làm sao? Vương Phác Thực quay đầu lại, thanh sắc đều mạnh mẽ. Khuôn mặt không có gì quá khác với 3 năm trước, chỉ là thêm vài phần phong sương. Nhưng hắn vừa mới giết chết một tên yêu tướng. Vương Phác Thực có hơi ngẩn người. Vậy cũng không thể tùy tiện làm bệnh như vậy. Lại nói có phần hòa hoãn, các gia chủ trong Bách gia cũng không phải ai cũng có thể chém được yêu tướng. Tuy rằng Lý Thanh Sơn muốn làm gì thì làm, nhưng cũng không bị quản thúc. Nhưng làm ra chuyện này lại khiến cho người ta không thể bắt bẻ, thậm chí không thể không khen một tiếng. Vừa rồi Phó Thanh Khâm có tới đây hỏi hành tung hôm qua của ta, hình như đang điều tra cái gì đó. Hoa Thừa Tán nghiền ngẫm cuộc trò chuyện vừa rồi của Phó Thanh Khâm, muốn phân tích được gì đó. Nhân vật đứng đầu Chu Yêu Minh ở Thanh Hà Phủ này, bất luận là hắn làm gì cũng đều phải có thâm ý. Điều tra cái gì chứ? Vương Phác Thực nhíu mày. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe hắn nói hôm qua có một kẻ làm ra chuyện cực kỳ ghê gớm, còn nói không lâu sau sẽ phải là một chuyện lớn, muốn chúng ta phối hợp, hơn nữa còn có lợi với chúng ta. Hoa Thừa Tán khoanh tay trầm tư, một tay nâng cằm, phỏng đoán tâm tư của Phó Thanh Khâm. Trong Liên Nhạc Sơn, một đám mây trắng tự do tự tại đi dạo giữa các ngọn núi, cũng chính là nơi mà Lý Thanh Sơn cùng Tiểu An cảm thấy thích hợp để mở động phủ. Trong chốc lát, họ đã du ngoạn khắp mấy chục ngọn núi lớn nhỏ. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn đã chọn được một ngọn núi, mặc dù không cực kỳ hiểm trở nguy nga, nhưng cũng có vài phần khí tượng linh tú. Chúng ta bắt đầu công việc đi. Tiểu An gật đầu. Hai người lại vòng quanh núi, vòng tìm một cái động quật tự nhiên. Tay phải Lý Thanh Sơn ngưng tụ sóng nước thành một mũi khoan thật lớn, sơn nham như phấn rơi xuống đất, mở rộng động quật, xem như đại môn của động phủ. Lý Thanh Sơn tiếp tục xâm nhập vào sâu,
không lâu sau đã đục ra một cái động lớn trong lòng núi, xem như đã tạo ra được một động phủ đơn giản nhất. Cuối cùng, hắn lấy ra trận bản trận kỳ, bày ra bát môn kim tỏa trận, chỉ thấy bát tự bát môn, hiếu sinh thương đỗ, cảnh tử kinh hãi, lần lượt chớp động khắp bốn phương tám hướng của ngọn núi. Một cái bát quái đồ chuyển động trên đỉnh núi, bỗng nhiên dừng lại, bao phủ xuống, sau đó đồng thời biến mất, giống như dung nhập vào trong ngọn núi, linh khí sơn mạch liền bị khóa chặt. Lý Thanh Sơn hài lòng gật gật đầu. Từ giờ khắc này trở đi, trừ phi nhận được sự cho phép của hắn, nếu không bất kỳ ai cũng đừng hỏng vào trong núi này một cách dễ dàng. Mà tu hành ở trong này cũng không cần phải lo lắng bị bại lộ yêu khí, bị người điều tra. Đi tới trước cửa động phủ, Lý Thanh Sơn phất tay san phẳng một nham thạch phía trên, nói với Tiểu An: "Chữ ta không được đẹp, ngươi đến đây." Tiểu An cắn cắn môi, cốt kiếm xuyên trường mã ra, nghiêng qua lượn lại, rồng bay phượng múa, thạch phấn rải rác, lõm ra ba chữ lớn: "Thanh Tiểu Gia, nhà của Thanh Sơn cùng Tiểu An." Thanh Tiểu Gia động phủ, tên thật kỳ quái, nhưng mà cũng không sao, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà của chúng ta. Lý Thanh Sơn ngước lên hăng hái. Tiểu An khẽ mỉm cười. Lúc này trăng sáng vươn lên, ánh trăng ngả đầy thu sơn, chiếu lên hai bóng dáng một lớn một nhỏ, ngưng tụ thời gian. Động phủ mà Lý Thanh Sơn mở ra đã không nhã trí cũng không tráng lệ, được mỗi cái là to lớn. Trong lòng núi rộng lớn lại trống rỗng. Lý Thanh Sơn lấy yêu đan của quái niêm ra. Viên yêu đan này cũng thuộc tính thủy, sức mạnh ẩn chứa trong đó là bổ phẩm tốt nhất đối với hắn. Mở mồm nuốt luôn yêu đan vào trong bụng. Một cỗ năng lượng to lớn phóng thích ra trong cơ thể hắn, tuy không phải là tự bảo, nhưng uy lực của nó cũng đủ để tu sĩ bình thường phải mất mạng. Lý Thanh Sơn vận linh quy trấn hải quyết lên, mơ hồ có chút áp chế không nổi, thân hình lập tức biến hóa, nhanh chóng biến cao biến lớn, biến thành hình thái nguyên thủy của yêu ma. Yêu khí khổng lồ trực tiếp xuyên qua chóp núi, vung thiên vọt lên. Bát môn kim tỏa trận lập tức phát huy tác dụng, khóa chắc luồng khí tức này lại. Nếu là ở trong Bách Gia Kinh Viện, chắc chắn không khỏi lộ ra dấu vết. Tại đây thì không cần phải lo lắng điều này. Yêu đan linh quy phát sáng rực rỡ, xoay tít, toàn lực chấn áp xuống. Từng chút từng chút hấp nạp yêu đan, thân hình của Lý Thanh Sơn cũng mới từ từ khôi phục lại bình thường. Tiểu An thấy Lý Thanh Sơn không còn gì đáng ngại, mới khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, triệu hoán những thi binh kia ra, thúc động huyết viêm đốt thi và thương viêm luyện cốt. Qua một lúc bên phóng bên thô đã luyện hóa xong một cỗ sắc. Mười hôm sau, một viên niệm châu đầu lâu đã luyện chế xong. 14 con ma đầu lâu nho nhỏ đang nhảy nhót chung quanh, giống như đang nhanh đón đồng bạn mới. Việc tu hành của Lý Thanh Sơn cũng đến thời khắc mấu chốt. Bế quan 3 năm, linh quy trấn hải quyết của hắn cũng vẫn luôn tu hành, chưa từng gián đoạn. Vốn nghĩ rằng có được viên yêu đan hệ thủy này là có thể nhẹ nhàng đột phá linh quy tầng thứ 4. Lúc này mới phát hiện không dễ dàng như vậy. Dù cho có tiêu hóa toàn bộ yêu đan thì vẫn còn có thiếu một chút. Đây chính là tinh hoa mà một yêu tướng ngưng luyện càng nghìn năm. Việc tu hành nâng cao thì nhu cầu của yêu đan linh quy đối với tài liệu cũng trở nên càng kinh người. Chỉ dựa vào ngồi thiền hấp nạp thiên địa linh khí, không biết phải mất bao nhiêu năm thời gian mới đủ. Lý Thanh Sơn đột nhiên nghĩ ra, lúc giết chết quái niêm kia còn có được một ít yêu đan chất lượng khá thấp, cơ bản đều thuộc tính thủy, liền lấy ra nuốt sạch, thêm vào chỗ còn thiếu kia. Trong tảng kiếm cung, Thiên Cơ trưởng lão râu tóc bạc phơ, khoanh chân ngồi trước cửu châu đỏ. Thiên Cơ kiếm đặt ngang trên đầu gối, Thái Cực bắt quái bàn ở đầu mũi kiếm xoay chuyển không ngừng. Lúc Phó Thanh Khâm đang điều tra, Thiên Cơ trưởng lão cũng chưa từng ngừng truy tung. Nhẫn tu di tương đương với một tiểu thế giới, trừ người sở hữu nó thì ai cũng khó mà tra xét được tình huống trong đó, càng đừng nói cảm nhận được khí tức của Phi Long kiếm. Thiên Cơ trưởng lão suy nghĩ một lát, rồi lại khóa mục tiêu vào dẫn tu di của Phi Long trưởng lão. Người của thế giới này khó mà điều tra được chuyện của thế giới khác, nhưng cửa lại sẽ luôn để lại trên thế giới này cho đến tận lúc nó hủy diệt. Tuy nó sẽ không phát bất kỳ khí tức nào, nhưng trong bóng tối lại có thể nắm được một quỹ tích đạo. Mấy năm trước, Thiên Cơ trưởng lão đã thử qua một lần giống như vậy, kết quả bị phản phệ mà thân thụ trọng thương. Làm hắn bị thương không phải bản thể của Thanh Nghiêu, mà là một đạo thần niệm của Thanh Nghiêu ở trong nhẫn tu gì. Nếu như không phải do đạo thần niệm này, Tàng Kiếm Cung sớm đã dựa vào thiên cơ thuật số mà tìm ra Lý Thanh Sơn để thiên đao vạn quả. Lý Thanh Sơn cho rằng Thanh Nghiêu sớm đã rời đi, lại không biết rằng mấy năm nay sức mạnh của Thanh Nghiêu vẫn đang bảo vệ hắn. Mà vào lúc này, theo sự biến mất của thần niệm, Lý Thanh Sơn giống như một đứa con nít mất đi tầng bảo hộ cuối cùng.
không những phải tự mình sinh tồn trên thế giới này, còn phải đối mặt với những cường địch mà hắn hiện tại khó mà đối phó được. Lên! Hai tay của Thiên Cơ trưởng lão biến ảo như hoa sen, động tác thi triển khéo léo đáng kinh ngạc. Thiên Cơ kiếm ngâm dài một tiếng bay vọt lên, mũi kiếm hướng xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Nhân kiếm hợp nhất. Thiên Cơ kiếm rơi xuống, đâm vào thiên linh cái của Thiên Cơ trưởng lão, rồi sau đó tan biến đi. Trong mắt đen nhánh của Thiên Cơ trưởng lão biến ảo thành âm dương thái cực đồ, xoay chuyển không ngừng, ngước nhìn Cửu Châu đồ. Trong chớp mắt, ánh mắt của hắn xuyên qua sông núi trùng trùng, cố nhìn trọn cả Thanh Hà phổ. Hắn phải ở trong 3.000 dặm non sông này để tìm ra nhẫn tu di nho nhỏ kia. Không cần phải điều tra, không cần phải phân tích, không cần phải dò hỏi, không cần phải tìm tòi, trực tiếp truy hỏi bản thân vận mệnh, khẩn cầu thượng thiên đưa ra một đáp án. Không biết quanh quẩn trong dòng sông vận mệnh bao lâu, khóe miệng của Thiên Cơ trưởng lão đột nhiên tràn ra một tia vui sướng. Cuối cùng đã tìm được hắn rồi, giống như là một tia nắng trong bóng đêm. Tiếp theo, hắn chỉ cần đi theo tia nắng này mà tìm đến cội nguồn là được. Điều này cũng khiến Thiên Cơ trưởng lão triệt để yên tâm. Lần bói toán trước, tai họa diệt đỉnh xuất hiện cùng với tia nắng này. Trong lúc hoảng hốt, hình như đó là một bóng lưng, không hề phát tán bất kỳ địch ý nào hay là cố ý công kích hắn. Nhưng mà đây mới là điều đáng sợ nhất, bởi vì chỉ bản thân sự tồn tại đó đã khiến sự tính toán của hắn triệt để sụp đổ. Nếu không nhờ nhân kiếm hợp nhất, để Thiên Cơ kiếm chống chịu đại bộ phận thương hại, thức hải của hắn suýt nữa đã nhận phải đòn tấn công hủy diệt. Loại cảm giác đó giống như một con bọ không cẩn thận bay vào miệng núi lửa. Núi lửa chỉ lo phun trào, hoàn toàn chưa từng để ý đến sự tồn tại của con bọ. Nhưng dù chỉ phát ra một chút khói bụi cũng đủ để cho con bọ vào chỗ chết. Thiên Cơ trưởng lão truy tìm theo tia nắng kia, đột nhiên cảm thấy có sự can thiệp. Hắn cả kinh rồi lại yên tâm. Hình như đối phương cũng thông hiểu thiên cơ thuật số, chẳng qua thông qua sự tiếp xúc vừa rồi, sức mạnh của đối phương vẫn yếu hơn hắn. Lúc này, Tiểu An đang luyện chế niệm châu đầu lâu, khẽ giật mình, hơi nhíu mày, vặn vân cấp thất thiêm lên. Thiên Cơ trưởng lão lập tức cảm nhận được sự can thiệp mạnh lên, tia nắng kia bị vặn cong đi, con đường truy tìm trở nên khó lường. Đấu pháp của người bói quèn này còn huyền ảo kỳ bí hơn bất kỳ hình thức đấu pháp nào khác. Thiên Cơ trưởng lão khẽ cười, việc sớm đã chuẩn bị trước rồi, liên tiếp hóa giải sự can thiệp của Tiểu An, kiên định không rời, tiến về mục tiêu phía trước. Lý Thanh Sơn hoàn toàn không biết rằng Tiểu An ở bên cạnh đang tiến hành tranh đấu với Thiên Cơ trưởng lão ở ngoài vạn dặm, chỉ yên tĩnh sự ngộ biến hóa trong linh quy chấn hải quyết, cho tới khi tâm cảnh đạt đến sự tĩnh lặng tuyệt đối. Trong yêu đan linh quy hình dáng như mai rùa, là mờ có một vật gì đó đang được ấp ủ, ngo ngoe muốn động đậy, giống như hỗn độn sơ cai. Mai rùa chợt rung lên, một đôi mắt sáng lên, duệ trí thâm sâu. Lý Thanh Sơn mở mắt ra, trong mắt có ánh sáng xanh trong suốt chớp động. Trong chớp mắt có cảm giác thông suốt giống như phàm nhân hay nói. Rất nhiều chuyện khó có thể giải thích, đột nhiên lại cảm thấy sáng tỏ thông suốt, toàn bộ thế giới đều trở nên rõ rệt hơn. Đột phá linh quy tầng thứ tư, huyền văn trên yêu đan linh quy càng rõ ràng hơn. Một cỗ sức mạnh vô hình vô ảnh tản ra từ trên người hắn, thâm nhập thẳng vào dòng sông vận mệnh mênh mông, tạo ra những gợn sóng nhỏ. Thiên Cơ trưởng lão ngạc nhiên mở mắt ra. Ngay lúc đáp án đã sắp xuất hiện, tia nắng kia lại hoàn toàn biến mất, giống như là bị một đám mây đen che đi, không thể tìm được một chút nguyên nhân nào. Người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tiểu An thở dài một hơi. Làm sao vậy? Lý Thanh Sơn gãi đầu. Tuy hắn không biết vận dụng năng lực bói toán của Linh Quy, nhưng ẩn giấu và ngăn cản vẫn là bản năng của Linh Quy. Ở phương diện thiên cơ thuật số, cái được che giấu không chỉ là bản thân hắn, mà còn là vận mệnh của hắn, đặc biệt là những tồn tại có liên quan đến thông tin của hắn nữa. Ngươi không cảm thấy à? Có người đang dùng thuật bói toán để tìm chúng ta, hoặc là tìm nó. Tiểu An nhìn vào nhẫn tu di trong lòng bàn tay. Nghe Tiểu An nói vậy, Lý Thanh Sơn cũng nhớ lại, nhíu mày nói. Vừa rồi giống như cảm thấy có người đang rình trộm ta, ta cảm thấy không ổn lắm, sau đó ta biệt trốn đi. Sao mà ta nghĩ ra được mấy chuyện này? Tiểu An chắp tay lại, mỉm cười nói. Kinh Phật nói, trong một cái búng tay có 20 khoảnh khắc, trong một khoảnh khắc có 20 ý nghĩ. Đây chỉ là một ý nghĩ trong đó của ngươi mà thôi, ngày thường tự nhiên sẽ không cảm nhận ra được. Lý Thanh Sơn búng tay một cái, cười nói. Hóa ra trong này có tận 400 ý nghĩ cơ à? Đại khái có lẽ là tiềm thức mà người ta vẫn nói đi. Rất nhiều ý nghĩ vượt qua như chớp, thậm chí bản thân cũng sẽ không biết rằng chính mình đã từng nghĩ như vậy.
Theo sự đột phá linh quy tầng thứ tư, không những yêu khí của Lý Thanh Sơn đại tăng, tâm tư cũng trở nên tinh tế tỉ mỉ hơn, đạt đến một cảnh địa trước đây chưa từng có. Lý Thanh Sơn đi đi lại lại một vòng, đến cả sự bảo hộ của thần niệm mà Thanh Nhu để lại cũng đã nghĩ thông rồi. Trong lòng rất cảm động, hẳn là Nhu ca đã tính chuẩn cảnh giới tu vi của hắn. Sau khi tu hành linh quy tầng thứ tư, dù rằng không thể biết trước mọi việc, cũng không đến nỗi bị người ta dùng cách này mưu hại, coi như là xóa đi được một nỗi lo ngầm. Hắn khẽ cười, còn về việc tiếp theo nên làm thế nào, nên đi về đâu, hắn đã sớm có dự tính trong lòng. Tàng Kiếm Cung nhất định sẽ có biện pháp tìm ra vị trí của Phi Long Kiếm, cho nên Phó Thanh Khâm mới hỏi như vậy. Muốn lấy đồ vật ở trong nhẫn tu di ra, hay là lấy Phi Long Kiếm để tự dùng, tất phải có một nơi thích hợp để tránh khỏi sự thăm dò của Tàng Kiếm Cung, đồng thời làm yếu đi sự phản kháng của Phi Long Kiếm. Mà nơi này thật ra cũng không khó tìm, chính là ở dưới chân Lý Thanh Sơn, đi thẳng xuống sâu trong lòng đất, mượn sự nhiễu loạn tử tính của dưới lòng đất. Tiểu An, ngươi thấy thế nào? Lý Thanh Sơn nói ra cách nghĩ của mình với Tiểu An. Thông minh. Tiểu An chân thành khen. Lý Thanh Sơn cười lớn rồi lại cảm thán, vận mệnh của hắn đã bị dẫn xuống lòng đất một lần nữa, nhưng không hề gấp gáp xuất phát, không thể để Bắc Nguyệt xuất hiện quá sớm. Nói mấy câu với Tiểu An, nhìn qua thành công của nàng, Lý Thanh Sơn cũng bình tĩnh lại, lấy huyền thủy vô hình kiếm ra bắt đầu luyện hóa. Vật ấy phối hợp với lưu ly ẩn thân kính chính là trời sinh một đôi. Chớp mắt hơn một tháng đã đi qua, thu đi đông tới, tuyết lớn khắp núi. Thủy não lô lại khởi động, Như Tâm bóp cổ đứng dậy, lấy đan dược đã luyện xong từ thủy não lô ra chia vào bình. Nhìn lại linh thảo mà Lý Thanh Sơn để lại cũng còn không ít, cũng không biết là gia hỏa kia ra sao rồi, để ta một mình ở đây làm khổ công, đi ra hít thở một chút thôi. Đang nghĩ vậy thì có người động vào trận pháp, tiếng của Lý Thanh Sơn từ ngoài động truyền tới. Như Tâm, mở cửa với. Như Tâm mở trận pháp, mở cổng động ra, đập vào mắt hắn là một chàng giáo huấn. Về sau không được kêu la ầm ĩ như thế, nếu như ta đang luyện đàn bị ngươi phân tâm thì sao? Lỗi của ta hay là của ngươi hả? Ta biết là ngươi đã không luyện đàn, đang luyện thế nào rồi? Lý Thanh Sơn tự nhiên đi vào. Sao ngươi biết được? Thì ta đoán đó. Lý Thanh Sơn khẽ cười, đây cũng không phải là nói khoác, hắn không có ý bói toán gì đâu, chỉ là nhớ tới Như Tâm sinh ra một ý nghĩ, gia hỏa kia nói không chừng luyện đan đi thấy phiền rồi, sau đó liền tới đây. Ta mời ngươi đến động phủ của ta tham quan. Ở đâu? Lý Thanh Sơn giơ tay mời, hàng ngàn vạn sợi khí mây kết thành một chiếc cầu mây vắt qua khe núi vươn về phương xa. Như Tâm men theo cầu mây uốn lượn, đi vòng qua một ngọn núi trước mặt, đi được một đoạn không quá xa là tới trước cổng động phủ của Lý Thanh Sơn. Ngước lên nhìn ba chữ Thanh Tiểu Gia, như có điều suy nghĩ mà vuốt vuốt lọn tóc. Gần thế này à? Không phải ngươi có mưu đồ gì với ta đó chứ? Đừng tự mình đa nghi, chỉ là để bảo vệ đan dược của ta mà thôi, cả luyện đan sư nữa. Nói như vậy, ngày hôm đó ngươi ở trong động phủ tu hành sao? Phó Thanh Khâm ngồi vắt chân, hai tay đan vào nhau, cười mà như không nhìn chú y môn chủ đối diện. Chú y môn chủ trông có chút thấp thỏm bất an. Phó đạo hữu, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Đương nhiên là ta ở trong môn phái tu hành rồi. Phó Thanh Khâm từ phía sau lấy ra một cái sừng nhọn uốn khúc dài dài đang lấp lánh phát sáng. Đạo hữu, ngươi từng nghe qua hải trãi chưa? Nghe nói nó là thần thú, có thể phân biệt được đúng sai trung gian. Chẳng lẽ đây là... Đúng vậy, đây là sừng của hải trái. Hy vọng ngươi có thể nói thật với ta, vì chuyện này rất quan trọng. Phó Thanh Khâm vô ý lắc lư thanh khư kiếm một chút. Biểu cảm của chú y môn chủ méo sạch đi. Đây là bí mật của hắn, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nhưng nhìn thanh khư kiếm một cái, lại nhìn sừng hải trái một cái, đấu tranh rất lâu, cuối cùng hắn nói. Được rồi, ta nói, ngày hôm đó ta xuống lòng đất. Được, ta hiểu rồi. Phó Thanh Khâm đứng dậy. Cuộc điều tra tất cả các trúc cơ tu sĩ trong phạm vi Thanh Hà Phủ đã có một kết quả sơ bộ. Có vài người là hắn tự mình điều tra, có vài người có chứng cứ rõ ràng là không ở hiện trường. Nhưng mà cũng có một vài trúc cơ tu sĩ từ chối phối hợp, đều là người có bách gia kinh viện. Cuối cùng, đối tượng hoài nghi tổng cộng có 7 người, kẻ tình nghi lớn nhất đó là Lý Thanh Sơn. Chú y môn chủ như được đại xá, thở phào một hơi, xem ra Phó Thanh Khâm không phải là do tra xét chuyện kia. Là đi giao dịch với Dạ Du Nhân nhỉ?
Một câu nói của Phó Thanh Khâm làm tim của chú Y Môn Chủ giật thót một cái. Liên lạc giữ, nghe ta giải thích. Cấu kết với dị nhân, thông đồng với ngoại địch là đại kỵ của chú yêu mình. Đúng rồi, 3 năm trước, tên đệ tử giết chết Ưng Lang vệ của ngươi vẫn còn sống nhỉ? Đừng để hắn đi lung tung nữa, gần đây có thể sẽ cần dùng đến. Võ Thanh Khâm nói xong, biến thành một luồng ánh sáng xanh bay vút đi. Chú Y Môn Chủ đứng sững tại chỗ. Phó Thanh Khâm rời khỏi chú Y Môn, bay lên trên trời, không hề đi tìm từng kẻ đang nghi kia để tiến hành chất vấn, mà chọn bay thẳng về Thương Mãng Sơn Thạch. Cái chết của Phi Long trưởng lão, những kẻ trực tiếp có liên quan, có miêu yêu của Ô Phi, còn có Cố Nhạn Ảnh nữa. Bất kể là người nào thì Tàng Kiếm Cung đều không thể tiến hành điều tra, nhưng ở sâu trong Thương Mãng Sơn nhất định có nhân chứng tận mắt nhìn thấy. Vì nhân chứng này khẳng định là yêu quái, e ngại sự trói buộc của Minh Ước, Tàng Kiếm Cung rất khó bắt tay vào làm, lại thêm cảnh cáo của Thiên Cơ trưởng lão nên bị trì trệ máy. Nhưng mà hiện tại Minh Ước trong Thanh Hà Phủ đã giải trừ, Thiên Cơ trưởng lão cũng đã xác định được sức mạnh đó không phải ở nơi này, sẽ không can thiệp vào nữa, cuối cùng cũng có thể tiến hành điều tra một cách quyết đoán. Đồng thời bắt đầu từ hai phương diện này, nhất định có thể điều tra rõ ràng về cái chết của Phi Long trưởng lão. Rời rìa Thương Mang Sơn mạch, chỉ thấy sau khi Thanh Đẳng Sơn hủy diệt đã để lại một cái động khổng lồ, đã hình thành một tòa thành thị được bao bọc bởi rất nhiều tầng trận pháp. Rất nhiều tu sĩ nhân loại đang đi lại trong đó, còn náo nhiệt hơn cả Lưu Vân Phường trong quá khứ. Sau khi giải trừ Minh Ước, có rất nhiều tu sĩ nhân loại chọn tiến vào Thương Mang Sơn mạch mà không phải là lòng đất. Đều là chém giết yêu quái, hiển nhiên vẫn là trên mặt đất càng làm cho người ta thấy yên tâm hơn. Hơn nữa về số lượng linh thảo thì vẫn là Thương Mang Sơn mạch được mặt trời chiếu rọi càng hơn một bậc. Ánh mắt của Phó Thanh Khâm nghiêng về phía đông, Mã Lục Tự Bạo Yêu Đan cũng để lại một cái động ở đó. Bề ngoài trông có vẻ như một vùng hoang vu, nhưng mà Phó Thanh Khâm biết rằng dưới tầng tầng đất đá kia đang dần hình thành một tòa thành của Dạ Du Nhân. Nghe nói Dạ Du Nhân ở đó không hề công kích nhân loại mà lại bảo trì trung lập. Mà căn cứ vào tin tức mà Phó Thanh Khâm có được, kẻ thống trị tối cao của tòa thành đó là một đôi tỷ muội Dạ Du Nhân. Giao dịch đối tượng chính của Chu Y Môn Chủ có lẽ chính là các nàng. Mà đó cũng không phải là ngẫu nhiên. So với việc mạo hiểm sống chết mà đi chém giết, thì dùng phương pháp giao dịch để có được tài nguyên hiếm có ở trong lòng đất càng làm cho người ta vừa ý hơn. Sự hình thành của Thiên Khanh Phường ở Thanh Đẳng Sơn và thái độ đó của các nàng có quan hệ rất lớn. Không biết có bao nhiêu tài nguyên đã được tiến hành giao dịch thông qua hai tòa thành thị này. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 47 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.